tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Á Khôi, Hồ Yến Nhi bị phân thành nhiều mảnh bỏ trong thùng xốp. Và người gây ra cái vụ việc này chính là Tạ Duy Khanh. Thì mọi người hiện tại đang rất quan tâm là giữa Tạ Duy Khanh với Yến Nhi thì có mối quan hệ như thế nào. Bởi vì rất nhiều quý vị khán giả có nói rằng ấy là nếu như mà chỉ vì 50 triệu mà ra tay một cách tàn nhẫn như vậy thì có vẻ là sẽ không hợp lý lắm. Và em hôm nay thì cũng đã tìm hiểu rất nhiều những thông tin mà liên quan đến Hoa hậu Á Khôi đó, Yến Nhi sinh năm 2006. Thì em sẽ cập nhật cho tất cả mọi người biết. Và theo thông tin mới nhất ý, thì mối quan hệ của nghi phạm là Khanh với nạn nhân Nhi là xuất phát từ đầu năm 2023 và rất thân với nhau trước khi đối tượng đưa nạn nhân vào phòng riêng của mình để sát hại. Và cả hai còn dẫn nhau đi ăn. Và nạn nhân đã mất, nghi phạm Khanh khai rằng là ở đây á, là hai người chỉ có mối quan hệ thân thiết chứ không có mối quan hệ tình cảm. Thì em nói với tất cả mọi người rằng ấy, chỉ vì 50 triệu mà ra tay một cách tàn nhẫn, phân thành nhiều mảnh, bỏ trong một thùng xốp đã được chuẩn bị sẵn và bịt kín băng keo lại và đem ra sông Hồng để bỏ, thì mọi người thử nghĩ xem nó không có thể nào nó xảy ra trong cái trường hợp như vậy được. Có những người, người ta có thể là nợ hơn số tiền đó rất nhiều lần, cũng không đến cái mức độ tàn nhẫn như vậy. Còn quay về cái phần nhân thân của Tạ Duy Khanh thì Khanh là người đã có vợ con đó. Còn đối với Yến Nhi thì là một cô gái, đây là theo những cái danh tính là Á Khôi đó, Á Khôi áo dài. Thì em nói với tất cả mọi người rằng ấy, nếu như chỉ vì số tiền 50 triệu đó mà Khanh lại ra tay một cách tàn nhẫn như vậy thì hầu như nó chưa đủ ha, nó chưa đủ để chúng ta có thể nói rằng là khẳng định được cái điều này. Tuy nhiên thì cơ quan chức năng cũng vẫn đang điều tra và tìm thêm những cái nguyên nhân mà để có thể là Khanh có một cách ra tay rất tàn nhẫn như vậy. Em nói với tất cả quý vị các bạn rằng là hai người từng có mối quan hệ rất thân thiết và Khanh cũng nói rằng là chỉ dừng lại ở cái mối quan hệ thân thiết. Và Khanh cho nạn nhân vay số tiền là 50 triệu đồng và đòi nhiều lần không được, nên là hôm xảy ra vụ án ấy thì nạn nhân đã đi đến nhà Khanh một mình. Và khi nạn nhân và Khanh về nhà thì Khanh tiếp tục đòi tiền. Bây giờ em hỏi tất cả mọi người, nếu như mà Khanh và Yến Nhi không có mối quan hệ tình cảm thì làm gì có chuyện Yến Nhi lại lên phòng của Khanh, đúng không? Nên là trong cái vụ việc này thì bây giờ chúng ta vẫn phải đợi cái kết quả cuối cùng. Thì tuy nhiên em nói mọi người ở đây á, là cái quá trình mà Yến Nhi về phòng của Khanh thì lại tiếp tục đòi tiền. Nhưng mà em đang nói với tất cả mọi người là cái thùng xốp mà chứa đựng để phân thành nhiều mảnh ấy thì đã chuẩn bị trước ở nhà rồi. Thì em hỏi tất cả mọi người, dường như cái vấn đề này đã được chuẩn bị trước thì tất nhiên là Khanh cái mục đích dẫn Yến Nhi về phòng là để làm cái điều này. Thì em hỏi tất cả mọi người là đã chuẩn bị trước cái điều này rồi thì ví dụ như người ta mà không đòi được mà đòi không trả ấy, thì chỉ có thể là dằn mặt hay là làm một cách nào đó để người ta sẽ trả tiền cho mình. Chứ ai mà có thể nói, em nói mọi người là bây giờ đã sát hại xong rồi là còn kéo vào nhà vệ sinh để dùng một con dao khác để phân thành nhiều mảnh bỏ vào trong thùng xốp để bịt kín lại để đem đi phi tang. Thì mọi người thử nghĩ xem đây không phải là một cái dấu hiệu nó là bình thường mà nó hết sức man dợ, tàn nhẫn, đặc biệt là với một người phụ nữ mà cái số tiền ở đây chỉ là 50 triệu đó. Mà theo cơ quan chức năng đó, thiếu tướng Tùng có nói là nghi phạm là không có ngáo đá, không nghiện. Trên mạng chia sẻ đây là nói là Tạ Duy Khanh là ngáo đá rồi là nghiện rồi là như thế này thế kia, nhưng mà đây thông tin là cơ quan chức năng đã bác bỏ rồi, là Khanh không nghiện, không ngáo đá mà hoàn toàn bình thường. Thì em nói với tất cả mọi người rằng là nếu như cái vụ việc ở đây là hai người chỉ quen nhau ở cái mức độ thân thiết thì làm gì mà ông Khanh lại cho Yến Nhi vay 50 triệu đó, nó phải được cái gì đó ha. Và ngược lại thì Yến Nhi cũng đã chấp nhận để lên phòng của ông Khanh này thì nó không phải là một cái người bình thường nữa. Và Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết là ở đây là phủ nhận cái thông tin là Khanh là thường xuyên bay lắc, là không có đó. Và trong cái vụ việc này chúng ta đã biết rằng là ở đây ấy, cái đối tượng ha, mà là Khanh này là người đã có vợ con. Bởi vì lẽ em nói với tất cả mọi người là cái người á, cái người mà đầu tiên mà chứng kiến đó, chứng kiến ở đây là ông Khanh này là phi tang, cũng như là người mà đã chứng kiến được cái dấu vết, ví dụ như là cái bàn chân hay là cái gì đó, đây là cái người mà phát hiện được cái thi thể của Á Khôi Yến Nhi ấy, thì có nói như thế này là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Yến Nhi là anh Trần Mạnh Đạt đó ở Hà Nội và làm nghề đánh cá trên sông Hồng. Và anh Đạt cho biết là khoảng 12:30 ngày 13 tháng 10 ấy, thì anh cùng với vợ đang đi đánh cá ở sông Hồng thì phát hiện là một phần đôi chân nổi trên mặt nước, vị trí chân cách bờ khoảng 30 mét. Thì khi đó hai vợ chồng còn nói với nhau là tưởng chân của Maracanh
giống như cái con Maracanh mà mặc đồ ấy đó. Và khi mà đến gần ấy thì cái anh đó mới nhận ra đó là một phần của cơ thể người. Anh Đạt có nói rằng là mặc dù là ở đây đặc thù công việc phải thường xuyên trên sông nên là anh không quá hoảng sợ. Anh nghĩ là một phần cơ thể này trôi từ một cái ai đó đã tự tử. Anh không nghĩ là một cái vụ việc mà nó man rợ xảy ra. Nhưng mà không lâu sau đó, có một người làm nghề đánh cá trên sông, cách thuyền của anh Đạt khoảng 100 mét gọi lớn. Nó vừa thấy một cái đầu là mắc trên bờ. Đó quý vị thấy không? Vừa thấy cái đôi chân ở dưới, rồi lại thấy cái đầu mắc trên bờ. Thì khi đó cái anh mà phát hiện ra này này, anh mới đoán đây là một cái vụ án mạng. Nên là ngay lập tức gọi cảnh sát 113. Và lực lượng chức năng thì sau đó thấy hiện trường đã hỗ trợ cảnh sát. Là cái anh đó đã hỗ trợ cảnh sát là đưa cái phần thi thể lên bờ. Thế là anh Đạt lại cất kể. Và theo anh Đạt thì đến khoảng 15:30, anh cùng vợ là quay lại hiện trường và phát hiện một khu vực có ruồi bâu kín và nhiều vết xi măng mới. Thì đây cũng chính là cái nguyên nhân mà cái anh này này, anh sợ phát hiện, anh mới ra chợ anh ấy mua 125.000 tiền xi măng để về anh ấy bôi, anh chát lên cái bề mặt đấy để tránh bị phát hiện. Đó, và sau khi mà cậy bỏ cái lớp xi măng đó thì một phần của tử thi đã lộ ra, được quấn trong một chiếc khăn, à một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh. Có nghĩa là em nói mọi người rằng ấy, khi mà anh này dùng một con dao khác để phân thành nhiều mảnh ở trong nhà vệ sinh ấy, thì anh này đã gói vào trong một cái chăn đó và sau đó lấy cái dây buộc lại. Mọi người có thể lấy là một cái hình em đọc thôi nhá, em cảm thấy tình tiết này nó rất là man rợ, tàn nhẫn, nhưng mà người này có thể làm được và vẫn có thể ung dung bỏ vào thùng xốp và vẫn gọi taxi đến để chở đi. Thì em nói với mọi người rằng là đây là một cái vụ việc mà hết sức là man rợ. Bởi vì là cái người mà phát hiện ra thi thể này, anh Đạt ấy có nói rằng là anh ấy tưởng là có đôi chân của Maracanh, đâu nghĩ là cái con người mà người ta bị sát hại đâu. Đó, nhưng mà cái nguyên nhân ở đây thì cái anh Tạ Duy Khanh này này, anh lại là một cái người mà có vợ, có gia đình rồi. Đó, bởi vì theo thông tin mới nhất nha, đây liên quan đến cái vụ việc của Yến Nhi, thì Tạ Duy Khanh là 38 tuổi, ở quê ở thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, cư trú tại khu đô thị Ocean Park và Gia Lâm, Hà Nội, và sinh ra và lớn lên tại Hồng Thái. Đó, và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì Khanh đã theo gia đình lên Hà Nội làm kinh tế, và sau đó Khanh đã trở về địa phương để lấy vợ, ngụ cùng xã Hồng Thái, rồi cùng vợ đến Hà Nội để sinh sống. Đó, có nghĩa là Khanh đã có vợ. Đó, đã có vợ rồi. Đó, chứ không phải là không. Và theo vị này, nghi phạm chưa có tiền án và tiền sự, không phải là đối tượng đặc biệt bị theo dõi trên địa bàn. Và công an tỉnh Thái Bình cũng phối hợp với công an ở đây là đã bắt giữ Tạ Duy Khanh rồi, nên là mọi người cũng khỏi lo ha. Và khi biết công an đã bắt giữ, đến bắt giữ thì Khanh đã thủ sẵn một con dao bầu, loại dao mổ heo, chui vào gầm giường trốn. Đó, công an của gia đình đã vận động, nhưng mà Khanh luôn trong trạng thái hoảng loạn. Khi công an bắt giữ là Khanh dùng dao để cứa vào cổ của mình, đó, để tự sát nhưng bất thành. Và Khanh bị thương nhẹ nhưng được cấp cứu tại một bệnh viện ở tỉnh Thái Bình. Đó, dưới sự nghiêm mặt giám sát của cơ quan chức năng. Em nói với tất cả mọi người rằng ở đây á, là Khanh là người đã có vợ rồi. Đó, còn ở đây là cô gái trẻ là Yến Nhi lại chưa có gia đình. Và hai người này lại chỉ có cái mối quan hệ là thân thiết. Đó, thì em nói với mọi người rằng là nếu như mà cái mối quan hệ thân thiết thì liệu rằng có thể là ông Khanh này ông sát hại một cách tàn nhẫn như vậy hay không? Em đang đặt ra một cái giả thuyết ở đây là cái nguyên nhân ở đây nó còn nhiều cái yếu tố. Bởi vì nếu như chỉ cho mượn 50 triệu thì quý vị có thấy rằng là người ta cũng mượn nợ rất là nhiều. Người ta có rất nhiều cách để giải quyết, có thể là đánh để dằn mặt hay là làm cái việc gì đó, chứ không nhất thiết là phải dùng dao sát hại xong bắt đầu là kéo vào nhà vệ sinh để phân ra thành từng mảnh để đem đi phi tang. Thì em nói với mọi người rằng là hết lời để nói, nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ rằng là nó phải có một cái chiều hướng nào đó sâu xa hơn, có thể nó còn cái nguyên nhân nào đó mà cơ quan chức năng có thể là vẫn chưa công bố. Đó, em nói với mọi người rằng là họ vẫn đang điều tra mà, đã kết thúc đâu, bây giờ vẫn đang điều tra để tìm ra cái nguyên nhân tiếp theo. Thứ nhất là để xác minh xem là ai là người mà đã bưng cái thùng xốp đó. Đó, ai là người đã bưng cái thùng xốp đó từ trên cái nhà đó xuống cho cái anh này. Đó, đây cũng là một cái điều ha. Và tiếp theo là ai là người mà đã nhìn thấy anh này ra tay sát hại với Yến Nhi. Thì em hỏi tất cả mọi người là cái việc như thế nào? Bởi vì là sau khi ấy, mà anh ấy ra tay phân thành nhiều mảnh xong thì anh này đã bỏ trong cái thùng xốp màu trắng để đựng các phần của Yến Nhi, và sau đó đã kêu một taxi để đến đó để chở anh này đi. Và sau khi dọn dẹp xong thì anh đã gọi taxi đến và nhờ anh lái xe đi lên trên phòng để khiêng dùng cái thùng xốp. Thì anh taxi anh mới nói là ủa trong này sao cái gì mà nó nặng vậy. Thì anh mới nói là trong này là đựng đồ lặt vặt trong nhà. Bởi vì người ta cũng không có nghi ngờ cái gì hết. Bởi vì người ta đi gọi taxi mà, thì bắt buộc là họ phải có đồ. Thì em mới nói với tất cả mọi người ở đây
phải xác minh xem là ở đây là có ai nhìn thấy không, có ai biết không, có ai giúp đỡ không. Bởi vì một cái tình tiết này, thùng xốp ở đâu ra, anh mua từ khi nào, anh mua ở đâu đó. Và cái lời khai của cái anh taxi này này, là khi mà được anh này gọi đến thì cái gương mặt của anh này nó có hoảng loạn, nó có cái điều gì đó bất thường hay không, thì em nói mọi người là chắc chắn họ phải điều tra rồi, đúng không, để làm rõ rằng là cái anh taxi này anh ở đâu đến đó, và anh này đến anh thấy trường hợp như thế nào. Và quý vị cũng có thấy rằng là cái hình ảnh một cái thùng xốp được hai người khiêng rất là nặng. Em nói mọi người là một cái thùng xốp chứa Yến Nhi ở trong đó mà sao không nặng. Nhưng em cũng đang không thể hiểu được là cũng là con người với nhau mà sao lại tàn nhẫn như vậy. Có thể là ra tay một cách, em nói mọi người là sát hại thôi đã là quá là tàn nhẫn rồi, nhưng mà ở đây lại còn phân thành nhiều mảnh để bỏ vào thùng xốp và lấy băng keo để bịt kín lại. Thì em nói mọi người là đúng là một vụ việc chấn động, đến tận bây giờ chúng ta vẫn đang rất là quan tâm đó. Và cũng có rất nhiều quý vị khán giả cũng có nói với em rằng là liệu rằng cái mối quan hệ đó nó có phải dừng lại ở cái mức độ là thân thiết hay không. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi mà Tạ Duy Khanh này đã gây án thì cũng đã dẫn Yến Nhi đi ăn, thì vẫn đi ăn bình thường mà, đi ăn bình thường. Nhưng mà em đang thắc mắc ở đây là gọi lên phòng của mình để làm cái gì, đúng không? Tại sao đi ăn rồi thì có thể đi chơi đâu đó, nhưng mà tại sao Tạ Duy Khanh lại phải gọi Yến Nhi là về phòng của mình, trong khi đó ở trong phòng của Tạ Duy Khanh đã chuẩn bị sẵn thùng xốp. Thì em hỏi tất cả mọi người là cái thùng xốp đó là anh đã chuẩn bị trước là để anh sẽ gây án. Thì mọi người thử nghĩ xem đi, chỉ vì 50 triệu mà gây án một cách như vậy thì mọi người thử nghĩ xem nó có xảy ra không. Em nghĩ là rất là khó để cái điều này có thể xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì số tiền 50 triệu đó anh có thể là anh sẽ lấy một cách từ từ, hay là anh sẽ một cách nào đó để có thể là người ta sẽ đưa cho anh, chứ không phải là anh ở đây là anh ra tay sát hại rồi anh làm thành nhiều mảnh như vậy rồi anh đem đi phi tang. Thì đó là cái vụ mà em nói mọi người là để đổi hết 50 triệu thì nó sẽ không đáng. Và hiện nay thì rất nhiều quý vị khán giả cũng đang thắc mắc ở đây là cũng quan tâm về cái vụ việc của Tạ Duy Khanh cũng với lại là Hồ Yến Nhi, để điều tra xem là cái lời kể cũng như là cái vụ việc này là Tạ Duy Khanh đã làm cái nghề gì. Đó, mọi người cũng biết là Tạ Duy Khanh ở đây là sinh ra lớn lên ở một cái là ở quê ở Thái Bình đó, và sau đấy đã cùng với mẹ lên trên Hà Nội để làm kinh tế. Em nói với tất cả mọi người là Khanh là người đã có gia đình đó, có vợ rồi, nhưng mà ở đây là vẫn có một cái mối quan hệ thân thiết với lại là Yến Nhi. Thì cái lời khai của anh Khanh này có nói rằng là chỉ có dừng lại ở mối quan hệ bình thường thì lại cho Yến Nhi vay số tiền 50 triệu và mới quen nhau vào đầu năm 2023 thôi. Thì em hỏi tất cả mọi người là mới quen nhau đầu năm 2023 mà đến bây giờ thì mới có được tầm độ vài tháng, mà số tiền vay đó là khi nào, vay để làm gì, và tại sao anh này chỉ mới quan hệ bình thường mà lại cho vay. Em cũng có thể em suy nghĩ được là cái mối quan hệ đó nó có thể đi xa hơn là cái vấn đề là bạn thân thiết, nó sẽ ở cái mức là ghen tuông đó. Em đang nghi ngờ như thế này là nó phải có sự ghen tuông thì cái mức nổi máu điên của một người đàn ông ấy nó mới trỗi dậy, nó mới mất cái nhân tính như vậy. Chứ em nói mọi người là không phải vì 50 triệu đâu. Em cũng tin chắc rằng là có thể là một hai ngày tới cơ quan chức năng sẽ điều tra và sẽ có thêm cái nguyên nhân mà Khanh sẽ khai. Bởi vì Khanh bây giờ mới cái lời khai ban đầu thôi nhá, vẫn còn hoảng loạn và vẫn còn quanh co chối tội, nhưng mà không bao giờ mà qua mắt được các chú công an. Các chú công an rất là giỏi vì chỉ cần nhìn thôi là biết được là anh này nói thật hay là không. Nhưng em vẫn tin rằng ở đây nó phải liên quan đến vấn đề là quan hệ tình cảm, chứ không phải là ở đây là nó chỉ dừng lại ở cái mức là thân thiết rồi là ra tay đó. Nên là quý vị khán giả cũng có thể là theo dõi liên tục ha. Em sẽ liên tục cung cấp những thông tin mới cũng như để cập nhật cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào mọi người nhé.